lại quý vị. Ngọc đang có mặt tại dự án trường Anh Riverside ở Bến Lức Long An. Mỗi tháng đều đặn, tháng này là dẫn quý vị đi cập nhật hạ tầng và gửi một số thông tin mới về dự án để quý vị cùng Ngọc theo dõi. Với như anh chị đã mua đây thì chắc chắn đã an tâm về dự án rồi. Hạ tầng đã hoàn thiện gần như 90% và đã có sổ hồng riêng và ngày càng có nhiều hộ về đây an cư sinh sống. Và trong tháng 7 này trường Anh Riverside có gì thì mình cùng theo dõi nhé. Thì dự án trường Anh Riverside chia thành khu nhà phố và khu biệt thự thì quý vị sẽ rất là dễ phân biệt qua thiết kế và tên lốc. Với khu nhà phố sẽ thiết kế một trệt một lầu liên kế thuộc các lốc A và khu biệt thự thiết kế một trệt hai lầu song lập và thuộc các lốc B, rất là dễ nhớ ạ. Và hôm nay thì Ngọc sẽ dẫn mọi người đi lốc các lốc nhà phố trước. Qua đây là các lốc A1 và các lốc A2. Thì trong tháng 7 này Trần Anh có mở bán một số căn nhà phố 1,5 tỷ, 4x15, 4x14 thì hiện tại đã bán hết rồi nha. Và bây giờ mình vẫn còn một số căn nhà phố gọi là thiết kế kiểu giống như là nghỉ dưỡng, nhà phố góc nghỉ dưỡng hoặc là kinh doanh bên các lốc A1, A4 và A6. Thì Ngọc sẽ dẫn mọi người đi từ từ. Và trong cái video này thì mọi người sẽ thấy là cái hạ tầng của mình là rất là đẹp rồi, đặc biệt là khu nhà phố. Ở đây thì những anh chị nào mà muốn mua nghỉ dưỡng thì quý vị có thể lựa chọn một số căn như căn biệt thự hoặc là cái căn nhà phố góc bên lốc A1 số 1 này nè. Căn này có diện tích là 8,1 × 21,7, 176m2 ha. Nhìn qua cái công viên chạy dọc theo lốc A4 và lốc A5. Lốc A4, A5 thì hiện tại cũng có khá là nhiều người họ vô trong này sinh sống rồi. Đặc biệt là bên lốc A5 á, cái căn nhà số A5 số 10 thì họ có mở một cái quán cà phê nhìn ra cái bờ hồ điều hòa này. Và mới mở chắc cũng khoảng được nửa tháng thôi. Và gọi là cái không gian nó rất là đẹp nha quý vị. Mình nhìn ra cái bờ hồ đã lắm ha. Và bên cạnh đó thì mình có một cái khu đó là lốc A4. A4 thì sẽ có hai căn góc ha, căn số 14 và căn số 13. Nhìn qua cái phần hồ điều hòa này quý vị thấy không? Hai căn góc này diện tích khá là lớn, 186m2 với 107 nhìn ra bờ hồ, nằm trên cái mặt trục chính. Và giá hiện tại cũng đang rơi vào tầm từ 4 tỷ mấy, 5 tỷ ha quý vị. Mình có thể lựa chọn một cái căn nào phù hợp. Rồi, giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người qua tiếp các lốc về A3 và A6. Như vậy là trong cái khu nhà phố sẽ có 6 lốc nha. Và nãy giờ là mình đã đi đầy đủ rồi. Qua lốc A6 thì quý vị có thể thấy là hiện tại đang có một số căn góc ở đây đang xây. Thì có căn góc A6 số 9 ở đây có thể nói là cái căn góc lớn nhất trong toàn bộ cái dự án Trần Anh Riverside khu nhà phố, tới 194m2 ha, ngang 11 và dài vuông 17. A6 thì nó sẽ có cái chiều dài vô là 17m nha quý vị ha. Và cái căn này nó cũng nhìn ra cái phần hồ điều hòa luôn. Và cái căn này thì nó gọi là quý vị ở để nghỉ dưỡng hoặc làm quán cà phê thôi, chứ không có là không có kinh doanh được đâu, nó nằm ở trong góc. Còn nếu mà muốn kinh doanh quý vị có thể lựa chọn cái căn ở ngay cái góc này ha, nhìn ra hồ điều hòa nằm trên mặt trục chính này. Đó là căn A6 số 19, 154m2. Thì có cơ hội thì Ngọc sẽ quay cho quý vị coi cái căn đó ha. Đây là hồ điều hòa. Và cái hồ điều hòa này là cái khu gọi là phân chia ranh giới giữa cái khu nhà phố và khu biệt thự. Và thường á, những anh chị nào mà thích cái view hồ, view sông thì quý vị có thể lựa chọn những cái căn nhà này ha, căn biệt thự nè. Căn này là bên lốc B5 thì nó có hai căn góc nhìn ra hồ điều hòa cũng đang mở bán luôn, thì giá là tầm 5 tỷ mấy một căn. Và hiện tại là tất cả những cái căn nhà trong này đều đã có sổ hồng riêng rồi nha. Nếu mà quý vị quan tâm mà muốn biết về cái sổ nào thì cứ liên hệ với Ngọc, thì Ngọc sẽ gửi cái hình sổ cho quý vị theo dõi. Qua đây là mình đang đi chạy theo cái đường trục chính của dự án Trần Anh Riverside nè mọi người. Đây là những căn biệt thự song lập nha, thiết kế song lập một trệt một lầu với một cái lửng ở phía trên có sân thượng. Và phía trên thì tuy là cái lửng nhưng mà cũng được một cái phòng ngủ nè, một phòng tập gym, một cái phòng thờ, thì tùy vô mình thiết kế thôi. Thì những anh chị nào mà muốn biết về cái nhà như nó thiết kế như thế nào thì cứ theo dõi cái kênh của Ngọc, Ngọc sẽ để link bên dưới cái căn nhà mẫu nha quý vị. Đợt này Ngọc đi cập nhật hạ tầng thì thấy là bên mặt tiền này cũng đang có thêm khoảng 2 căn đang trong quá trình làm hoàn thiện vô ở dưới này. Ok mọi người, qua đây là các lốc về C7 ha. C7 thì bán đất quý vị ơi. Thì khu này có khu đất biệt thự và khu nhà biệt thự. Thì khu đất biệt thự quý vị cũng phải xây biệt thự lên giống y hệt mẫu như thế này thôi, cho nên mua nhà vẫn là chắc ăn nhất. Giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người ra ven sông. Đây là dòng sông Vàm Cỏ Đông. Và cái khu này nó sẽ được quy hoạch làm cái khu để xe nè, rồi cái khu xử lý nước thải, cái khu club house và cái khu hồ bơi, có sân tennis ở dưới này. Nhưng mà hiện tại thì Ngọc vẫn chưa thấy làm gì hết. Thì ở đây nó có một cái hồ bơi
Thì cái hồ bơi đó hiện tại là Ngọc thấy là cũng gọi là đã xây xong rồi, nhưng mà nó vẫn còn một số cái vấn đề họ chưa có làm xong. Thì để Ngọc dẫn mọi người lên coi sơ và từ đây mình sẽ nhìn tới cái dòng sông Vàm Cỏ. À, và cái dự án trường Andrea Sai này nó sẽ có một cái phần sông Vàm Cỏ như thế này, nhưng mà họ chưa có làm cái bờ kè nha quý vị. À, và bây giờ bắt buộc muốn làm cái khu này nó đẹp á, thì phải làm xong cái bờ kè. Phía trên này là cái phần phần hồ bơi nè. Hồ bơi thì trên này Ngọc thấy là họ đã xây sẵn rồi ha. Nó có chia thành một cái khu gọi là khu hồ bơi người lớn và khu hồ bơi trẻ em. Đó, mọi người thấy không? À, thì từ đây mình sẽ nhìn ra cái dòng sông Vàm Cỏ. Thì mình nhớ có một cái bài thơ của Vũ Hoài là: em gửi gì trong gió trong mây, để sáng nay anh lên Vàm Cỏ, hoa chàm e ấp trong vòm lá, mà khắp trời mây hương tỏa bay. À, thì hầu như là bên Long An thì những cái dòng sông nó mang những cái hương lúa, hương chàm bay dong dong dong, rất là thơm, rất là thơ mộng. Ok, bỏ qua đi. Bây giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người qua tiếp là hạ tầng của các lốc khác. À, đây là hạ tầng của lốc C3 nha. Những anh chị nào mà mua lốc C3 thì mọi người theo dõi giúp Ngọc. Ngọc đang đi ở đây là cái mặt của căn từ lốc 12 tới căn số 22. À, thì hầu như là cái khu này bên lốc C3 này là họ chưa có trồng cỏ cái phần vỉa hè nè mọi người. Một số phần vỉa hè chưa có làm xong. À, thì hạ tầng ở đây có chỗ giống nhau, có chỗ khác nhau, thì Ngọc sẽ đi từng lốc để mọi người tiện theo dõi ha. À, và nói trong cái khu bến lức này thì Trần Andrea Sai là một cái khu đầu tiên xây dựng cái khu biệt thự nghỉ dưỡng thiết kế song lập. À, thực sự thì quý vị có thể là theo dõi bên Solar City, nhà phố liên kế, thì cái khu này nó vẫn có một cái nét riêng. Và ở đây cũng có những cái cư dân họ vô trong này sinh sống. À, thì nãy Ngọc đi ngang qua thì Ngọc đoán đếm sơ sơ thôi là ở trong này cũng khoảng là 9 căn nhà phố, 9 căn biệt thự đang trong quá trình làm hoàn thiện và đã làm rồi ha. Và hầu như là những anh chị nào mà làm trong khu này là đều mới mua thôi, mới mua cách đây khoảng 1.5 năm, là sau khi nhận nhà là hồi tháng ha. Nhận nhà là hồi đầu năm nay là bắt đầu vô trong này làm hoàn thiện nhà và ở luôn. Thì quý vị sẽ nhìn thấy là cái nhu cầu họ ở thật là có, chứ không phải là mua đầu tư không. Tại cái khu này đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là gần, đi ra quốc lộ 1A hay là đi cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương nó rất là nhanh. Mình đi khoảng 30 phút là về tới bên Nguyễn Văn Linh, đi vô trong thành phố rồi. Ok. Rồi mọi người ơi, đây là lốc C2 nhá. Nãy giờ Ngọc đang đi vòng vòng qua tới đây là C2 và lốc C1 nè. Thì giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người lên. Thì trong cái khu biệt thự này có một số căn biệt thự song lập đang mở bán, đó là căn góc ha. Phía trên này là căn B3 số 12 cũng đang mở bán nè, một cái căn góc bên tay phải của Ngọc. À, nó nằm trên đường thông nối từ đây qua tới cái trục chính luôn quý vị. À, và mọi người có thể là lựa chọn bất cứ một cái căn nào. À, những căn góc này thì được cái là nó thoáng. Bên này nó cũng có một cái căn góc view công viên. Cái căn này thì nó tới 163 m², ngang 12 và dài vô là 14 nha quý vị, 162 m². Phần công viên thì hiện tại Ngọc thấy mấy cái cây cỏ này nó chết queo rồi nè. À, ok mọi người, rồi qua tới đây là lốc B2 và lốc B3. À, thì Ngọc thấy hầu như những anh chị mà xây nhà mà ở thì đều là nằm cái hướng phía bên tay trái của Ngọc không ha. Nãy giờ qua đây tới từ dưới đếm lên là khoảng được 7 căn. Phía trên kia bên lốc B1 thì thêm 2 căn nữa. Thì xíu nữa Ngọc sẽ dẫn mọi người lên đó coi. Thì đây là cái hạ tầng để cho anh chị có thể là an tâm về cái tiến độ của mình, và những anh chị ở xa mà mình không tới đây coi được á, thì mình có thể coi view của Ngọc. Ngọc sẽ đi từng cái lốc đi rất là chậm để mọi người theo dõi ha. À, thực sự thì mỗi cái dự án của chúng ta cứ mỗi lần đợt mở bán nào thì Ngọc cũng đều quay, và cho dù không có mở bán thì Ngọc vẫn quay cập nhật hạ tầng để những anh chị đã mua ở đây thì mình có thể là tiện theo dõi, tại không phải là ai cũng có thời gian mà mình đi xuống dưới này mà coi nhà hoài. Thì nếu mà Ngọc tiện thì Ngọc cứ đi Ngọc quay cho quý vị thôi. Rồi đây là cái phần công viên nè quý vị ơi. Cái công viên này là bên chỗ lốc B1 á, nhìn ra cái hồ điều hòa nè. À, đó, từ đây mọi người sẽ nhìn thấy cái mặt lưng của khu nhà phố. Ở đây có một cái khu đất mà Ngọc không biết là có thể là bên Trần Anh họ sẽ mở rộng ra để xây. Tại vì Ngọc thấy là từ đây thông qua cái khu đất đó luôn. Và bên đó đã làm mà săn lấp rồi, nhưng mà chưa thấy xây hay làm gì hết ha. Thì khi nào mà có những cái thay đổi thì Ngọc sẽ lại tiếp tục cập nhật cho quý vị. Qua đây là B1 nè mọi người, B1 cũng có mấy căn đang làm hoàn thiện ở đây nè, đó mọi người thấy chưa? À, ở đây là bóng dừa xanh mát. Rồi giờ Ngọc sẽ dẫn mọi người qua tiếp nè. Những anh chị nào mà mua mặt sau của lốc B5 hay lốc B6 thì bây giờ mình cũng sẽ cùng theo dõi với Ngọc nha. À đó, hai cái căn mà bên tay phải của Ngọc nhìn ra hồ điều hòa, cái chỗ nhà rạp này nè quý vị, thì hiện tại là đang mở bán. Những căn này thì diện tích cũng khá là rộng nha, tới 190 m². Đó, rất là rộng luôn, 190, 202 m².
căn này là bên căn lốc B1, à B5 số 1 nha quý vị, B5 số 1 và B5 38. Đi xuống đây là B5 và B6 nè. Thì B5 B6 thì Ngọc thấy là hiện tại là đã có hai nhà vô trong này họ làm hoàn thiện và họ ở rồi. Phần vỉa hè phía trước là chưa có làm xong, đã làm phần sân. Đã làm phần vỉa hè. Tuy nhiên thì Ngọc thấy là cái điện ở đây vẫn đang là nối cái điện tạm nha, chứ chưa có nối cái điện chính thức về đây. Và những nhà ở đây thì đều đã có sổ hồng riêng rồi nè. Nếu mà anh chị nào mà quan tâm hoặc là có ngân muốn mua ở đây á, thì đều đã có ngân hàng hỗ trợ nha. Hiện tại thì đang có hai ngân hàng hỗ trợ, đó là bên Embank là ngân hàng quân đội á, và bên VP Bank. Dưới này là một cái công viên. Bên đó là cái hàng dừa nước, có một cái con rạch đó, nó chạy ôm lấy cái dự án của mình từ sông Vàm Cỏ Đông đi vô. Thì cái khu này khá là mát, thì Ngọc nghĩ là anh chị nào mà mua ở thì trong cái khu vực này rất là ok. Phía dưới này là lốc C5 nhé, mặt sau của lốc C5 thì đa số là bán đất thôi. Bây giờ một số căn bán nhà thì căn nào có bán nhà thì mình xây nhà, còn mình đã bán đất rồi thì khách đều đã cầm sổ hồng riêng sẵn hết rồi. Và khách muốn làm gì cũng được hết trơn á. Ok mọi người, bây giờ Ngọc đã đi ra lại cái mặt chính của cái khu này rồi. Như vậy nãy giờ là mình đã đi toàn bộ cái dự án Trần Anh Riverside. Và nếu mà quý vị cứ cần thiết thông tin gì về dự án thì cứ liên hệ với Ngọc qua số hotline ở bên dưới 0908 411 055. Và Ngọc xin phép giới thiệu sơ về chính sách thanh toán đợt mở bán tháng 7 này. Quý vị sẽ thanh toán trước 50% và trả góp 10 tháng 0% lãi suất. Và có hai ngân hàng đang hỗ trợ vay đến 70% giá trị hợp đồng. Nhưng vay được bao nhiêu thì ngân hàng họ sẽ hỗ trợ, sẽ thẩm định và báo cho quý vị. Và những căn biệt thự đang mở bán hiện tại còn sót lại ha, bán giá từ 3 tỷ 2 tới 5 tỷ rưỡi, rẻ nhất trong khu vực Bến Lức hiện tại ha. Và nếu mà quý vị cần tư vấn thêm thì cứ liên hệ Ngọc, hỗ trợ hết mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.